Chào mừng các bạn đến với khóa học thu hút tình yêu ngay lần đầu tiên. Trước tiên để Lucy chia sẻ với các bạn một chút về khóa học. Làm thế nào để bất cứ ai yêu bạn trong vòng vài phút là một khóa học đặc biệt về tình yêu từ chúng tôi. Khi hầu hết mọi người nhìn thấy cái tên khóa học này lần đầu tiên, họ nghĩ rằng đó là điều không thể. Tôi đã gặp những người tin rằng không thể khiến ai yêu mình cả đời nếu như họ không có hứng thú. Nhưng chẳng phải cũng có những người tin vào tình yêu sét đánh và cũng có những người suy nghĩ rất kỹ trước khi thể hiện tình yêu của mình với một ai đó. Vì vậy, đại dương thì bao la, chỉ là chúng ta nên đi hướng nào. Mục đích cuối cùng của khóa học này là làm cho mọi người yêu bạn và đó cũng là cách để họ trở thành động lực cố gắng của bạn mỗi ngày. Tình yêu là thứ có thể tiếp thêm sức mạnh cho bạn nếu bạn tìm thấy nó từ đúng người. Ở đây, bạn sẽ thấy một khía cạnh bất thành văn của tình yêu, đó là thực tế bạn có thể khiến bất kỳ ai có thể yêu bạn ngay khi bạn mong muốn. Tất nhiên có những việc bạn phải làm, bạn phải nỗ lực, bạn cần thực hiện một số điều chỉnh về chính mình. Nhưng nếu phong thái hiện tại của bạn không mang lại cho bạn những thứ bạn muốn, thì bạn có nên thực hiện những thay đổi đó không? Rốt cuộc, ở cuối con đường, có một bạn hoàn toàn khác, một người mà mọi người không thể chờ đợi để yêu. Vậy, làm thế nào để bất cứ ai cũng phải lòng bạn chỉ trong vòng vài phút? Hãy khám phá sự tiềm ẩn của khóa học và tìm thấy tình yêu đích thực của bạn.